Cái quả trống dây này nó tương ứng với một cái chám này. Bây giờ nếu mà mình sử dụng nail thì cái này nó vẫn quay. Ừ. Nhưng mà mình không sử dụng được nó được. Khi nào mình sử dụng nó thì nhả chám ra. Không, nếu mà sử dụng nail. À. Đúng không? Này nó quay không? Cái trục nail nó quay. Trục nail quay rồi, cái này nó cũng quay mà. Không chứ. Cái này quay, quan trọng là chám. Mình chám vào nó quay được. Mình chỉnh hai quả chám bên này thôi. Mày nên nhớ cái trống của cái nail này này. Y như là cái trống dây. Đấy, khi mà vào chám thì là cái cục này quay. Nó sẽ quay. Còn khi ra chám đúng không? Thì là chỉ còn cái trục này. Cái dòng ở đây quay luôn phải không anh? Ừ. Đấy là khi ra hết chám thì cái đấy nó mới quay. Còn khi mà đã vào chám neo là chỉ một cái bộ phận tòi neo này nó quay. Cái chám nó quay luôn mà quay. Cái đấy không quay. Khi nào ra hết tất cả thì cái đó nó mới quay được. Tại sao? Tại vì cái thiết kế nó thế. Không thấy cái trục này nó liền luôn cái đó luôn mà. Không, nó liền nhưng mà người ta chỉ là quan trọng là cái khớp đây này, cái chám đây này. Nó liền luôn, thấy là nghĩ là quay luôn đó. Thì cái chám này á là cái miếng đó là nó quay chung theo chung cái trục phải không? Miếng nó quay cái này quay mà cái trục này quay, cái này nó quay đâu có cái chám đâu. Có cái chám này nó dùng cái trục nhỏ nhất ở dưới trong. Cái này nhá, cái trục neo này này. Đấy, nhìn thấy cái trục này chưa? Rồi. Đấy. Là nó sẽ ăn với cái chám này bằng cái khớp này. Đúng. Chốc lâu quá. Đây, bằng cái khớp này này. Đấy. Cái khớp đấy nó sẽ có hai cái khớp, một bên cái một cái bên kia nó sẽ có tác dụng làm cho cái vòng chám này, này nó quay. Thì nó sẽ quay theo cái bộ ấy này, trống này. Đấy. Còn khi ra như này thì nó quay không, chỉ là cái trục nó quay, cái này nó sẽ không quay. Còn khi cái trục này quay nhá. Nó sẽ ăn với cái này. Chạy không tải. Cái trục nó liền luôn mà liền luôn trục luôn mà. Ừ. Cái này lúc nào cũng quay. Lúc nào cũng quay. Là nó sẽ quay luôn. Chạy neo. Cái này lúc nào cũng quay, cái trục nào cũng quay. Nó sẽ quay. Lên khi làm dây hoặc là khi cô dây là sẽ cẩn thận lên với cái này. Cô rồi ấy. Đấy. Thì là muốn cô một cái này nữa thì nó vào chám là phải cởi cái dây này. Cởi dây này. Đúng không? À. Tại vì khi vào chám thì cái này vẫn quay nữa nè. Lúc nào cũng quay. Cái này lúc nào nó cũng quay. Ừ. Nếu vào chám lúc nào cũng quay. Đây là vào chám.